áo có phép đi trong tủ. Cái phép đi trong tủ là chờ một xíu thôi, tớ sẽ mặc cho chị em xem nhá. Mũ nồi bao nhiêu? Mũ nồi là mũ nồi 150. Đây đây đây, tớ sẽ bỏ ra cho chị em xem. Set này cực kỳ xinh nhá. Xinh lắm. Chị em nhìn rõ chưa? Siêu xinh luôn. Đấy. Ôi áo này rộng lắm chị em nhá. Áo này rộng rãi dã man luôn. Bà nào lấy cực kỳ xinh. Áo khoác ấy bao nhiêu? Áo khoác bao nhiêu ấy chị? Áo khoác bao nhiêu là áo khoác nào? Áo khoác đấy 150, áo khoác đáp đấy 150. Còn ba con thôi, áo khoác đáp trong túi này 150 nhá. 150. Có ba con duy nhất ạ. Còn ba con duy nhất thôi, bạn nào nhanh tay thì có. Cực kỳ xinh. Áo khoác đáp nhá chị em, à áo áo khoác của hãng này nhá, rất là xinh này. Đấy, ui đẹp lắm. Đẹp lắm luôn, có ba con duy nhất nhá chị em nhá. Siêu xinh luôn. Một em size F, một em size M, một em size L dành cho bạn nào nhanh tay. Đây, set này rất là rộng rãi nhá. Chị em nào lấy báo luôn này. Cực kỳ xinh luôn, 350 ạ. Có một set màu ghi và một set màu đen nhá. Chị không có Shopee em ơi. Đấy, nhanh tay nhá, thanh lý thôi. Thanh lý thôi. Tiếp theo. Tiếp theo là em sẽ thanh lý đồ của Elite ạ. Đây là một em của Elite cực kỳ xinh. Đấy này, đây này, mặc nó sẽ mặc như kiểu dạng cáp ấy. Không hợp. Không hợp với cả cái tớ đang mặc. Chờ xíu. Qua mẫu đi chị, ok. Này, em này của Elite size M. Sơ mi của Elite size M thanh lý bao nhiêu đây ạ? 250 nhá. Của Elite nhá chị em nhá, em này của Elite ạ. Em thì em không mặc hàng xuất dư gì đâu, hàng hiệu nhá. Dạ đen với rêu, ok ok, chờ chị một xíu. Chị em nhìn rõ chưa, cực kỳ xinh nhá. Siêu xinh luôn, dành cho bạn nào nhanh tay. Của Elite nhá, sơ mi trắng của Elite 250 ạ. Thanh lý 250 ạ. Cực kỳ xinh luôn ạ. Size M. Size M dành cho bạn nào nhanh tay ạ. Đây sau đấy em sẽ mặc sau đấy em sẽ bắt đầu mặc bà nào lấy set này thì báo luôn nhá. Xinh thật. Lên khoác ok nhá. Nào em váy suông này dành cho bạn nào nhanh tay này, rất là xinh này. Có mũ không nhỉ? Em chỉ chờ váy dạ. Xinh quá, em váy suông rất là xinh này. Thanh lý 290 nhá chị em nhá. Đây, em sẽ thanh lý mấy con này. Nào, đầu tiên là con gì? Fendi đầu tiên nhá. Fendi ạ. Có phát mũ em ơi. Mũ thì thực ra là mũ thì chị cũng chẳng muốn phát đâu, bởi vì nó phối, dễ phối ấy. Mặc với gì cũng ok. Xinh quá nào. Fendi ạ. Da lộn Fendi dành cho bạn nào nhanh tay ạ. Cực kỳ xinh nhá, Fendi màu nâu tây ạ. Siêu chất luôn nhá chị em nhá. Còn váy sơ mi nào không? Còn em ơi. Nào, Fendi siêu chất luôn dành cho bạn nào nhanh tay ạ. Cực kỳ xinh luôn nhá. Bát 650 ạ. Chị cao 1m65 em ơi. Bát 6 tất cả những khách xem váy đỏ ok. Tất cả những bạn khách mới đều chuyển khoản nhá. Áo khoác xanh có ai lấy chưa? Khoác xanh nhá, Thuyết Lê. Có bạn ở trên lấy rồi nhưng mà chưa cho địa chỉ nên là bạn nào lấy thì báo nhá. Nào, Fendi dành cho bạn nào nhanh tay ạ. Da lộn 100% nhá chị em nhá. Em ơi đẹp lắm. Em này mua 1.8 triệu ạ. Pass 650 nguyên mác nhá. Pass 650 ạ, Fendi nhá. Chị em nhìn rõ chưa? Áo khoác da lộn ạ. 650 dành cho bạn nào nhanh tay. 650 nhá. Em này áo khoác xanh nhé.
Áo khoác xanh, áo khoác lúc đầu á. Ok ok. Trịnh Hải Anh cho tớ số điện thoại địa chỉ luôn và chuyển khoản giúp tớ nhá. Tớ không giữ cho ai đâu ạ. Tớ không giữ cho ai đâu nhá. Bạn Trịnh Hải Anh cho tớ số điện thoại địa chỉ luôn. 650. Đẹp thật sự đấy. Đẹp thật sự ok. Gieo đây nhá, từ từ.